anh lại cạo đầu vậy ạ? Nhỏ hỏi câu thăm mình ghê. Hỏi câu người ta mới trả lời hả luôn. Trang ơi trời ơi thôi mà. Này này là không phải nè. Tôi đã biết mà. Gì đây? Tới nơi rồi. Tới làm gì? Phục thù. Phục thù. Phục thù. Phục thù gì? Hôm bữa mấy anh chị lớn kêu nay đi show mình lên đây à. Ông trường gia hôm bữa ông bỏ tôi vô luôn, ông quay quá trời luôn. Và bây giờ trên sân khấu này sẽ là màn trình diễn vô cùng đặc sắc, lưu được đứng lên đầu, trong đó có Vinh Râu. Quá dữ. Trời nó giống mà. Chết nó luôn. Vinh Râu thấy sao? Thấy sao? Thấy sao? Có, đúng rồi, thấy sao không ạ? À? Vỗ tay cho Vinh Râu các bạn ơi! Đa số khách mời đều nói xấu mà ra về đều không có tương lai tốt đẹp. Nội trong trò chơi không là không có tương lai tốt đẹp nói. Càng ngày càng ốm hả Vinh hả? Em à. Ừ, ngày càng càng mập hả Phương? Dạ. Sao kỳ mấy đứa sao kỳ vậy? Trong nhóm mà già nặng hết trơn hả? Vậy tới là nhóm mình yêu thương nhau hả? Đoàn kết được cái đoàn kết lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Nghe tin thằng bạn nó bị ăn hiếp là phải kéo hội tới. À, nhưng mà tiền thì của anh ấy lợi giữ đúng không? Rõ ràng. Phương giới thiệu đầu tiên đi Phương. À, xin chào quý vị khán giả, mình tên là Quỳnh Phương. Hôm nay được Vinh rủ tới đây chơi trò chơi này cũng chưa biết cái gì sắp tới, nhưng mà nghe nói gì rắc bột lên đầu cũng hơi sợ sợ. Đâu gì đâu, mình đoán đúng thì đâu bị gì. Mình tên là Thái Vũ, đi vô chương trình này thì cũng khá run. Nhưng mà không sao, đen rồi ăn bột trắng nổi sân khấu cũng không sao. Chào tất cả quý vị các bạn, mình là Vinh Râu, quý vị các bạn biết mình rồi, hết. Em tên là Wendy và hiện tại em là diễn viên của Pháp TV ạ. À. Mình là Ribi và hiện tại mình cũng là thành viên của Pháp TV. Nói chung là hôm nay là gia đình Pháp TV tới đây. Vâng. Mục đích chính là tham gia để học hỏi với nhau. Chứ không phải là... Không liên quan vậy đâu. Không liên quan. Phục thù. Về dưới ngồi đi. Mấy ông phải cẩn thận tôi nha. Kính thưa quý vị thân mến, quý vị đang đến với chương trình Siêu Bất Ngờ. Và chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 21:45 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình này luật chơi vô cùng đơn giản. Tài năng bước ra các bạn phải quay lưng lại và phán đoán, có quyền hỏi bất cứ người nào trong phim trường này để biết thông tin chính xác. Sau đó quay lại, nếu là thật 5 triệu đồng mỗi vòng chia đều cho những người quay lại. Nếu là giả thì những người không quay lại là những người chính xác sẽ được tiền thưởng chia đều ra. Những người quay lại là không chính xác sẽ đến với những chàng trai lực lượng để nhận bột từ họ. Họ đẹp trai, nhiệm vụ họ tập gym để mang bột đến cho các bạn thôi. À. Đây, xin mời dàn trai đẹp. Thấy không? Thì sắp tới các em rảnh á, thì mời Vinh Râu đi tập chung để cái phía dưới để dồn lên phía trên. Chứ hiện tại là phía trên đang dồn xuống phía dưới. Rồi, cảm ơn các em, vào trong chuẩn bị bột mì. Rồi, ở lần trở lại này Vinh Râu sẽ được hưởng một cái ân huệ vô cùng dễ thương, đó là có một vòng gọi là đối mặt, mình sẽ được quay lại nhìn thẳng tài năng luôn, nói chuyện trực tiếp với họ, hỏi họ về nghề nghiệp của họ. Dễ không? À, được nhìn. Hay không? Hay. Vậy thôi vòng đó khỏi chơi đi, cho tiền luôn đi. Nói thì dễ thôi chứ đâu phải đơn giản vậy. À dạ. À, bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị đưa ra một tài năng mà chúng tôi hứa hẹn tài năng này sẽ mang đến nhiều cái bất ngờ. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong vài phút. Cảm ơn quý vị. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Siêu Bất Ngờ. Bây giờ là tài năng đầu tiên, tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tài năng đầu tiên của chúng tôi sẽ là chàng trai với biệt tài, vừa thổi sáo, vừa beatbox. Xin mời. Đây. Giờ, tức là bây giờ là thổi cho mình thả cho cái mình beatbox. Dạ không à. Chứ sao? À, trong beatbox nó sẽ có những cái âm mà mình phát ra, thì nó sẽ có một lượng hơi đi ra. Thì cái lượng hơi đó mình sẽ tận dụng vào cái sáo này, thì nó phải vừa tiếng beatbox vừa tiếng sáo chung luôn. Học cái này trước hay là học beatbox trước?
À, dạ em là chuyên về beatbox trước nhưng mà sau này thì em mới kết hợp với sáo hả? À vậy hả? Giờ beat nhẹ cái coi. Ờ em sẽ beat một đoạn ngắn nha. Thôi được rồi thôi. Được ít thôi, làm gì quá lộ hết. Làm vậy ta biết thật rồi mà ta nói ủa, nếu mà thằng bé là beatbox thật thì tại sao chó làm thử? Ở dưới đang hoang mang. Rồi. Đó là đó. Rồi, tôi hiểu ha. Này là không phải nè. Tôi đó. Biết mà. Em muốn hỏi gì hỏi đi. Beatbox những âm nào là đơn giản nhất? À, trong beatbox có 3 âm cơ bản, đó là âm trống, âm hi-hat và âm snare. Ờ, ok rồi, biết rồi đó. Cái này là dân beatbox thiệt rồi, nhưng mà đúng vấn đề rồi, là thổi sáo kìa. Beatbox gì? Chính xác luôn. Chúng tôi đã đưa bài vở cho cô ấy học rồi. Nãy lỡ kêu ta bị hố á, ta beat quá beat luôn, cái giờ kêu bài bản gì. À, anh ơi, cái bài đầu tiên anh thổi là bài gì ạ? Bài Tây Du Ký. Anh hỏi sáo ơi, anh có thổi kèn được không? Dạ không ạ. Nói chung thật ra thưa các bạn là chỉ cần một người giỏi beatbox chỉ cho một người thì trong vòng nửa tiếng thì cậu đẻ có thể làm được một vài âm rồi, các bạn hiểu không? Mọi người ơi, tên tôi không? Bây giờ quay. Sao? Ông chọn sao? Quay lại đi, chính xác, đúng. Tôi nghĩ là không, phải đâu. Không. Cái gì mà nó càng sáng tỏ là nó càng nguy hiểm chúng ta. Ủa mà Vũ ơi, tại sao nghĩ là đây là tài năng thiệt? Tại vì Thái Vũ cũng đã từng chơi hip hop và cũng quen rất là nhiều người chơi beatbox cho nên là rất là hiểu về cái chuyện cái này cho nên là nghe là biết. Ngày xưa mà em có biết bạn em học thổi sáo á thì bạn em có nói là cái bài hát đầu tiên mà khi để một người tập thổi sáo đó là cái bài mà Lòng Mẹ Bao La Như Biển Thái Bình ấy. Không, cái đó là cái quy định đó, em cũng chưa bao giờ nghe. Không có quy định nào khi học ra tào lao quá mà. Quẹo. Mời đứng dậy. Mời 5 chàng trai lực lượng vào vị trí. Một câu mà tôi và Harry Won thường nói với các người chơi là khi đến với chương trình này, hãy đến với tâm thế giao lưu học hỏi là chính. Đừng nặng về tiền bạc quá, chúng ta sẽ ra về tay trắng. 5 giây cuối cùng. Bắt đầu. 5 4 3 2 1 Chuẩn bị. Đằng sau, quay. Hai người quay. Ba người quay. Ồ, oh. Bự vậy. Tại sao hai bạn còn lại không quay? Tôi sẽ hỏi Vinh Râu. Vinh Râu. Sao vậy Vinh? Do cái bụng nó nặng quá hay sao? Có, tại vì nghe cái giọng nói hơi yếu, như nãy giờ cũng nhiều cái show ra cho mình thấy là anh này biết beatbox đồ kia nhiều rồi, cho nên sợ bị dụ. Gái. Thì giống như em nói lúc đầu ấy, khi mà bạn vừa mới bước ra ấy thì em cũng suy nghĩ là bạn chắc chắn là bạn biết beatbox. Nhưng mà tại vì thổi bài là không chịu, thổi bài Lòng Mẹ là thế mà không chịu, đúng không? Dạ không phải, nhưng mà em nghĩ là một người nếu mà mới học ấy thì bao giờ cũng đi từ cái đơn giản tới cái phức tạp. Còn cái bài Tư Du Ký thì em nghĩ là một bài phức tạp. Thế Phương tại sao quay lại? Bây giờ cho quay ngược lại được không? Không được. Dễ vậy. Tự nhiên bây giờ quay ra đây mới cảm thấy là mình sai sai sao nè. Nhưng mà biết đâu, nãy giờ chưa biết ai đúng hay sai mà. Phải tự tin lên chứ. Cảm giác nó cho rằng vậy, nhìn mặt thấy gian gian quá nè. Vũ, sao giờ? Thì nhìn á, thấy cười cười gật đầu, nghĩ mình đúng hay vậy, nhìn lại ăn cách mặc đồ, thấy ăn bột vậy. Thổi sáo là mặc đồ đó mà. Mà beatbox nó hít thớp. Mấy cái vòng đầu là xe nháp đúng không? Thì đúng rồi, xe nháp, thì cũng này nháp luôn mà. Bột nháp luôn. Ba người quay lại, mỗi người mang về 1.660.000 đồng. Anh nói mà. Là điều chỉ có trong giấc mơ thôi. Hai người còn lại, mỗi người 2.500.000 đồng. Anh ơi, vòng đầu tiên thôi mà em thấy rất là đẹp. Lập luận của người không quay lại là chính xác đó. Đúng rồi. Bạn nói đi, là bạn là ai? Mình tên là Lê Hoài Trung Chính. Và mình đang là sinh viên của trường Cao đẳng Kinh tế nước ngoài. Tức là bạn không thể nào vừa beatbox vừa thổi sáo được. Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà bạn beatbox được. Dạ, em chuyên về beatbox. À bây giờ lỡ cái tặng mọi người luôn được không? Dạ được ạ. Vô nè. Thank you.
với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn em rất là nhiều. Thì ở vòng thứ hai này, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái điều đơn giản hơn để các bạn có cơ hội mang phần quà để đầu xuôi đuôi lọt, chứ mới vô mà đã làm bánh rồi thì nó hơi kỳ. Cái vòng này có một cái tên mà chắc mấy cô gái cũng hơi sệt sệt. Và đặc biệt vòng này chúng tôi sẽ cho các bạn quay lại với sân khấu để được nhìn họ luôn. Xin mời quay lại. Tài năng của chúng tôi sẽ là vua bọ cạp. Xin mời. Các bạn thân mến, tại sao gọi là vua bọ cạp? Tức là ông này chắc có khả năng là điều khiển bọ cạp hay là nuốt bọ cạp hay gì đó. À, các bạn hãy nhớ là mỗi người hỏi được đúng một câu hỏi thôi. Hãy lựa chọn câu hỏi thông minh nhất. Bây giờ trước mắt mình giới thiệu nhà cái. Chào anh tên là gì? Dạ, em tên Phúc ạ. Đây, thông tin cho các bạn biết, một thông tin luôn. Thường những người mà chiếc ảo thuật hay là công phu á, là thường những người là người ta cạo tóc hết để cho nó khỏi vướng víu. Thì anh này có khả năng nhìn ngoại hình và cái giọng nói là rất thật. Anh vua bò cạp là sao anh? Mình cho bò cạp bò khắp trên người. Không sợ cắn? Không sợ cắn. Lỡ cắn? Lỡ cắn chịu. Dễ thương, lỡ cắn chịu. Chúng tôi đã có một hành trình về Củ Chi, sau đó đón xe ôm lên Tây Ninh để bắt một số bò cạp về đây cho các bạn thưởng thức nhẹ. Trời ơi, bò cạp thiệt. Chứ không lẽ giả? Bò cạp thiệt anh, bò cạp thiệt, trời đất ơi. Đưa tay đây. Cháu. Đưa tay đây. Nó cắn em chết. Đây cho các bạn coi. Đây là bò cạp núi. Bò cạp đem ở Thái Lan là chiên ăn á con. Cái này mà dạ nó chui vô những vùng da non á, nó chích nhẹ cái là chết luôn. Chú có thể kéo cái tay ra cho con coi được. Kéo tay lên cho coi, ý là coi vết cắn rồi đó, sao thấy được. Tay nó kim tuyến không à? Nếu như mà mình bị bồ cạp nó cắn á, thì mình dùng cái gì để chữa cái đó. Nếu mà mình bị cắn á, thì chắc có thể là mình tụt huyết áp nhập viện thôi. Tôi nói trước cho các bạn biết nha, không có ông vua bồ cạp là mang giày xịt tin cỡ này hết trơn. Anh có dám thề anh là vua bồ cạp không? Dám thề vua bồ cạp. Trời ơi, vì đồng tiền mà anh đánh mất tất cả. Anh có ăn bò cạp bao giờ chưa? Chưa ăn, nuốt không à? Anh nuốt ra có lấy lại không anh? Trời ơi, vậy mà cũng nghĩ ra được thiệt. Kinh dị. Tại sao anh lại cạo đầu vậy ạ? Nhỏ hỏi câu thông minh ghê. Hỏi câu người ta mới trả lời nãy luôn. Cạo đầu cho mát. Cạo đầu cho mát. Có cần xem thử anh biểu diễn không? Dạ muốn cho anh. Biểu diễn nhẹ thôi. 2, 3, vô. Rồi. Ủa, cái này em biểu diễn cũng được mà. Nhẹ quá. Ê, trời ơi. Cái này kiểu nhẹ quá. Anh ơi, anh Giang ơi, trời ơi, thôi mà. Mời quay lại. Và mời 5 chàng trai lực lượng vào vị trí. Quá đơn giản để phán đoán. Bây giờ là 5 giây còn lại. 5 giây này chắc chắn sẽ không đủ để các bạn tìm ra câu trả lời chính xác. Chúng tôi sẽ dành thêm vài phút giải lao cho các bạn suy nghĩ. Cảm ơn các bạn. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Siêu Bất Ngờ. Quá rõ ràng. Đây chắc chắn là tài năng thật. Hãy quay lại để nhận tiền thưởng của chương trình. Điều đó không có gì phải bàn cãi nữa. Mọi thứ đã hiện lên rất rõ ràng. 5 giây còn lại. 5 4 3 2 1 Tại sao quay? Chỉ có mình Phương không quay lại. Rồi, ăn 5 triệu đồng. Nếu như Phương chính xác, 5 triệu đồng sẽ thuộc về riêng Phương. Vì sao không quay lại Phương? Em đủ hộp rồi anh ơi. Sao Vinh? Ha, dạ. Thế nãy cầm con bò cạp mướt quá. Với lại em thấy con bò cạp này có vẻ như có thể bò lên người được. Vũ cho quay lại. Em thấy anh mặc đồ vậy chắc anh cố tình á. Anh cố tình mặc để nó lừa. Nhưng mà được quay lại coi nữa. Cho nên là chắc là thiệt. Chắc là thiệt. Với lại em muốn coi ảnh giỡn với lại mấy con bò cạp chung với Harry coi sao. À vậy hả? Không có vui nha.
không có vui. Sao em quay lại? Tại em thấy là cái cách nói chuyện của ảnh kiểu mộc mạc chứ không phải là bài vở. Mộc mạc không phải bài vở, chúng tôi đã có những bài vở rất mộc mạc. Yên tâm đi. Mỗi người quay lại mang về 1.250.000 đồng. Xin chúc mừng. Trời trời, lần đầu tiên thấy một cái đội hình chơi mà mỗi người mang về 1.250.000 đồng. Cứ nhìn liếc qua liếc qua liếc qua. Nhìn mấy ông, mấy ông tình bột á. Mong vừa đi xong quá. Trời ơi trời. Anh ơi mời anh giới thiệu anh lại. Đó. Nhìn là biết. À thì ra. Không biết hả? Chưa gặp. Mình tên là Siết Cao Minh Phúc à. Rồi bây giờ anh Phúc sẽ biểu diễn Vua Bọt Cạp cho mọi người cùng xem. Kính thưa mọi người, đây là một lần nước có ga. À, chứ không phải với bò cạp hả? Nuôi hay sao anh? Biểu diễn cái này thì mình đi
mua lại những người ta bắt về. À, nhưng mà... Rồi mình về mình thuần thục lại. Đây là những người chuyên nghiệp, mong quý vị đừng thử tại nhà với mọi hình thức. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Sau cái màn bò cạp vô cùng hấp dẫn thì chúng tôi sẽ tới màn tiếp theo là màn rắn. Đâu có đâu anh. Ủa vậy hả? Chứ màn gì? Mà nói chung là cái màn này cũng là ghê lắm anh ghê ơi. Lắm rất là ghê luôn. Tài năng của chúng tôi lần này sẽ là dị nhân với tuyệt chiêu xuyên dao vào mũi. Xin mời. Trời đất ơi. Bao nhiêu cái môn không chơi đi chơi lấy con dao xuyên vô lỗ mũi. Tên là gì bạn? Dạ em tên là Quốc Trung ạ. Năm nay nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 22 tuổi. Con này mới 22 tuổi là vậy chuyên gia lúc nào? Dạ em học cái này được 4 năm rồi ạ. 4 năm rồi là 18 rồi hả? 18 tuổi là đã chuyên gia rồi hả? Dạ. Vậy thì anh có học khí công hay gì đó không? Đầu tiên là em học đóng đinh trước. Rồi từ từ em nâng lên cây dao thôi ạ. Con dao như thế này mà chuyên vào mũi làm sao mà chịu nổi? Đúng không? Căng thẳng lắm á. Ủa thế bạn có sư phụ nào vậy không? Dạ sư phụ của em là nghệ sĩ xiếc Kung Fu Huỳnh Thanh Tuấn ạ. Rồi, nói chung là em là học bài là tốt đó. Ai hỏi gì hỏi đi. Cái con dao đó đâm vô mũi là có chảy máu mà. Dạ lúc mà mới tập thì nó có chảy máu và nhập viện vậy. Còn bây giờ thì khô máu rồi thì nó không có bị gì hết. Em thấy cái dao đó rất là bự ấy. Mà mũi mình thì nhỏ, làm sao để xuyên được vô ạ? Không sao đâu em, cái dao này nó bự thì mình bẻ cho nó nhỏ lại rồi mình xuyên. Anh nói cho em nghe nè, ví dụ nè, thấy không? Cái này làm sao mà đưa vô lỗ mũi được, đưa vô miệng cũng không được nữa. Nhưng mà mình bắt đầu mình bẻ từ từ, hiểu không? Bẻ cho nó nhỏ lại cho mình xuyên vô. Đó, thấy không? Giờ xuyên vô được rồi nè. Nếu mà mình tập bộ môn này thì thường những cái buổi biểu diễn của mình là ở đâu? Dạ em hay diễn ở những cái hội chợ với lại những cái sự kiện anh. Phương hỏi đi Phương. Trời ơi, em đang chiêm nghiệm đi xíu. Chiêm nghiệm gì? Em chưa có đồng nào đó. Em thấy Phương bị ăn bộ xong rồi là từ đó tới giờ là đứng hình luôn. Bây giờ cho Harry hỏi nè, bây giờ cái dao nó nhét vô á, khi nhét vô á là cái lưng dao nó nằm ở vị trí nào? Dạ cái lưng dao nó nằm phần dưới nè. Cái lưng dao ngửa lên á. Dạ đúng rồi. Mời đứng dậy. Mời năm chàng trai lực lượng vào vị trí. Các bạn đã từng thấy người ta để đinh vô lỗ mũi, để ốc vô lỗ mũi, chứ để dao vô lỗ mũi thì làm sao mà có được? Thì tôi cũng không tin được. 5 giây còn lại. 5 4 3 2 1 Đằng sau, quay. Ủa cái gì vậy? Sao Vinh với lại Phương quay lại vậy? Hình như em có nghe qua anh này ở đâu đó. Có nghe qua. Tại vì bây giờ của em là rất hay đi hát hội chợ. À vậy bây giờ em bây giờ gặp được talent sau rồi thì bây giờ thì em cảm thấy sao? Lạ, không biết ai hả? Không biết ai. Phương cho quay lại Phương. Tại nãy người ở trong buồn quá. Em chắc chắn người này không phải là người diễn dao vô mũi đâu. Qua cách nói chuyện tại bạn em cũng có diễn cái thể loại này. Đó, Phương đến đây với tâm thế là vui là chính nên quay lại chứ không phải là vì tiền. Đi tặng một đi. Rồi tặng thôi, xin mời. Một triệu 160.000 đồng là số tiền mà mỗi người không quay lại nhận được. Chúc mừng các bạn. Yeah. Bây giờ bạn thật sự là ai? Dạ xin chào mọi người, em tên là Hà Quốc Trung. Năm nay em 22 tuổi, hiện nay em đang là nghệ sĩ ảo thuật tự do ạ. Đâu, ảo thuật gì coi cái coi, ảo thuật gì coi cái coi. Em không có đút cái dao vô lỗ mũi được nhưng mà em có thể đóng đinh vào lỗ mũi được ạ. Dạ bây giờ em có thể biểu diễn thử cho mọi người xem ạ. Ăn bột tùm lum để coi diễn mà không diễn thiệt. Ở đây em có hai cái đinh nè. Dạ chị Harry Won kiểm tra giùm em hai cái đinh nè. Đóng vô chị Harry Won hay sao? Rồi hai cái đinh rất là chắc. Cảm ơn bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Vỗ tay cho bạn ấy. Dạ xin cảm ơn. Cảm ơn bạn.
năng thứ tư này là một từ năng nó có vẻ thanh thoát, nó có vẻ nó adventure chứ ha. Vâng, em nghĩ là có thể là đàn ông sẽ rất thích cái màn trình diễn này. Ủa, cái này là đàn ông hả? Nữ hả? Dạ, nữ. Được. Đây là cô nàng với điệu múa Apsara đầy mê hoặc. Xin mời. Đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đang mặc trên người một bộ đồ truyền thống để lát múa Apsara. Mời em giới thiệu sơ lược về cái điệu múa này được không? Dạ được ạ, em tên là Thảo Ngọc. Apsara là một điệu múa truyền thống của Campuchia. Hết. Duyên dáng. Chị ơi, chị học múa lâu chưa ạ? Dạ em học múa từ nhỏ chị. Dạ. Và bây giờ chị bao nhiêu tuổi ạ? Dạ năm nay em 24 tuổi. Thân hình của chị là mập hay ốm ạ? Dạ ốm. Ốm, rất ốm. Em có học trường múa không? Dạ không anh. Không học trường múa. Mấy bạn khán giả ơi, cho mình hỏi là bạn nó đang mặc đồ gì ạ? Đồ màu vàng rất là lấp lánh, rất là đẹp. Mặc đồ của kiểu điệu múa của Campuchia đúng không? Đúng rồi, kiểu đó đó. Người cho mình suy luận giỏi ha. Điệu múa của Campuchia, mặc đồ Campuchia. Quá thiệt chứ. Ngoài cái điệu múa này thì chị còn biết điệu múa nào nữa không hả? Vâng ạ, em còn biết múa truyền thống nhưng mà không chuyên nghiệp lắm ạ. Tức là chị chuyên về cái múa cái điệu này đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Ủa em ơi, em không học trường múa gì, em học múa từ đâu? Dạ em học múa từ các anh chị người Chăm. Em người Việt hay người Chăm? Em người Kinh. Chị ơi, chị đi học này thì chị biểu diễn ở đâu ạ? Dạ em biểu diễn ở các cái lễ hội á chị, và những cái đợt mà giao lưu văn hóa giữa các nước như là Việt Cam nha. Cái điệu múa đó là thường là múa trong ngày gì của bên Campuchia? Đó, đây là câu hỏi thông minh nè. Dạ ngày lễ KT ạ. Lễ KT. Ông biết lễ KT gì tôi thua ông luôn á. Cái điệu múa này là múa một mình hay là múa nhóm chị ha? Dạ thường thì sẽ múa nhóm á chị. Không, nghĩ chắc chắn không phải đâu. Đúng, Phương là đang phân tích rất đúng đó. Nãy giờ nên tin Phương, bởi vì Phương ba vòng đã sai rồi. Hãy tin vào Phương. Mời tất cả đứng dậy. Mời năm chàng trai lực lượng vào vị trí. Bây giờ để cho các bạn có thêm niềm tin, tôi thiệt á, tôi đối xử với các bạn anh quá anh tốt. Tôi chơi quá. Rất đẹp. Tôi không thể nào để các bạn cứ bị thua thiệt, đặc biệt là Phương. Đừng anh có đừng cứ thua rồi. Hoài. Hiểu chưa? Dáng này không muốn áp cho ra nên muốn gì? Anh quá ngu hoài. 5 giây cuối cùng. 5 4 3 2 1. Lần sau quay. Ủa Phương, em nói không quay lại mà. Ê Phương, em nói không quay lại mà. Không, rồi. Cái gì có lý do đó. Em chơi chiến thuật đánh lừa không, không Phương. Không. Dắt qua nhá anh chị không biết nữa trời. Cái lúc đầu á là về lý trí á, em khẳng định đây không phải là cái người mà múa cái Apsara. Nhưng mà khi mà Giang dẫn bạn ấy đi ngang, em thấy trong ánh mắt của bạn ấy cái vẻ chân thật ở trong. Mặt dịu dàng nồng ấm, giờ này đã xa xăm. Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trăm năm. Em cảm nhận được cái điều đó. Và nếu cái sự chân thật đó trong cái câu nói là nếu như mà người giả mạo, người ta sẽ tự nhận học trường múa hay gì này nọ gì lừa gạt mình. Còn người ta tâm sự rất là thật lòng. Và em cảm nhận được cái sự chân thật từ cô ấy. Anh thấy bạn nó trả lời được nhanh, phản ứng nhanh được cái câu hỏi của em là về lễ hội gì. Vậy ai là người chính xác? Cái người chiến thắng sẽ là... Rồi xong rồi. Rồi xong rồi. Giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ rồi tan biến đâu. Mỗi người không quay lại mang về 1.660.000 đồng. Không tin luôn á. Ủa, từ trước giờ có ai mà bị 4 lần chưa anh? Phương, 4 vòng rồi, chưa đúng vòng nào. Đúng là tài năng thiên bẩm. Em là ai vậy? Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Phong My và hiện tại em đang là ca sĩ diễn viên ạ. Trời ơi. Lúc đầu thì em cũng khẳng định là em sẽ quay lại. Nhưng mà khi bạn ấy lướt qua em thì em chắc chắn là em không nên quay lại. Tại sao? Em giống chị Ribi á. Tính ra tại anh Giang mà tới nguyên một vàng nó thay đổi suy nghĩ hết luôn á. Cho anh hỏi là cái lễ hội nãy em nói là do em học hay là do em chế ra vậy? Trời ơi. Có sẵn người chỉ luôn mà anh. Anh đã nói từ đầu là chương trình của anh có 375 người biên tập sẵn sàng rip nội dung các bạn học trong vòng 1 ngày thuộc ra nói như sao. Cảm ơn em cô gái xinh xắn đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn em rất là nhiều. Xin chào. Cảm ơn mọi người ạ. Anh ơi, hôm nay có một anh hùng tới.
Avenger. Dạ. Trong Avenger thì anh thích ai nhất ạ? Anh thích Iron Man. Iron Man. À. Tại vì cái anh đó diễn hay. À. Em thì lại thích Spider-Man. Người nhẹ. Tại vì đẹp trai. Dạ, em thích đẹp trai. Em rất mê trai. Và nhân vật hôm nay sẽ là người nhện nhào lộn trên xà kép. Xin mời. Hay chưa? Đẹp trai chưa? Ấn tượng hết rồi. Quá đẹp trai. Bây giờ mình sẽ trò chuyện nha. Cái thời gian vừa rồi á, thì tơ mình có xảy ra sự cố gì không? Dạ có. Có sao? À, bị đứt giữa chừng. Mình di chuyển tới đây bằng phương tiện gì? Dạ, bằng tơ. Bắn tơ đu dây điện tới đúng không? Ngoài nhào lộn ấy thì anh còn làm được cái gì nữa không ạ? Dạ, lắc vòng anh. Trời ơi, thằng bé giỏi quá. Hay dữ nha. Cái này là mình chơi chung với team hay là mình chơi một mình? Này nè, con chơi với ai? Chơi với ông nội. Ai? Với ông nội hả? Với ông nội. Với ông nội hả? Hả? Khoan từ, con chơi với ông nội hả? Chà, đồng đội. À, chơi với đồng đội. Chơi với ông nội. Đồng đội. À, bạn chơi cái môn này với mục đích là gì ạ? Dạ, sức khỏe. À, sức khỏe. Ủa là bạn. Ủa sao em nghe thấy giọng hấu thấy hai người ạ? Cháu à, cháu nhỏ xíu à, năm nay con mấy tuổi? Dạ 12. 12. Nhiều người lắm á. Năm nay con mấy tuổi? Trời ơi, không tin đâu. Dạ 12 tuổi. 12 tuổi hết chưa? Ủa cháu. Ủa gì mấy người vậy ta? À, mấy người lắm á. Nghiêm túc nè. Năm nay bạn nhiêu tuổi rồi? Nghiêm túc. 25. 25, bây giờ bạn giải tiếng em bé, bạn nói bạn 25 tuổi nha. Con giải tiếng em bé, nó con 25 tuổi đi. Con mấy tuổi nè? Dạ 12. hai người, một người 25, một người 12. Hai bạn học cái này lâu chưa ạ? Dạ năm thứ 7. Năm thứ 7 rồi, ghê không? Dạ. Tức là 12 tuổi mà học năm thứ 7. Sao sao à? 12 tuổi mà học năm thứ 7 là có nghĩa là 5 tuổi đã học rồi. Trời, 5 tuổi là bắn tơ rồi đó. Mời đứng dậy, mời năm chàng trai lực lưỡng. Để cho các bạn có thêm một cái niềm tin để phán đoán cho đúng thì chúng ta sẽ xem người nhện biểu diễn thử được không người nhện? Mời biểu diễn thử. Xin mời. Đó, trời ơi. Tốt quá người nhện ơi, đi qua đây. Trước khi đến với kết quả, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Cảm ơn quý vị. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Siêu Bất Ngờ. 5 giây còn lại dành cho suy nghĩ phán đoán thêm tài năng này là thật hay giả. 5 4 3 2 1. Chuẩn bị, đằng sau, quay. Sao gái quay lại con? Nó thấy nó nghi nghi làm sao á. Nghi sao? Kiểu mà ở nhà coi á, đón mà theo ý mình là thấy hồi sai hết. Cho nên giờ đón ngược lại. Mình nghĩ sai mình làm ngược lại. Dạ đúng rồi. Bảo vệ mình bị sai đó. Sao con quay lại vậy? Em quay lại tại vì em thấy cái giọng nói của bé rất là chân thật. Như vậy là có 3 người ở lại. 1.660.000 đồng. Xin chào. Phương ơi, Phương, em là người chưa đúng một vòng nào cả. Anh ơi, em nói thiệt luôn là lần này ai cũng sẽ quay lại tại vì có giọng của em bé. À đúng rồi, con nít ở đâu nói dối làm gì. Đúng rồi. Trước khi mà ấy có quan sát khán giả hết rồi là không có ai con nít trên này hết. Đúng rồi. Cho nên con nít giọng con nít là giọng tài năng. Còn giọng người lớn là chắc đưa đâu khán giả nói chuyện đó. Phân tích quá chính xác. Vậy mà có một người bị mờ mắt thì phải ù lỗ tai đâu mà không nghe được những điều vừa rồi. Con, bây giờ con biểu diễn cho các cô chú xem được chưa? Dạ được. Vỗ tay cho cháu đó các cô chú. Thank you.
Mệt không? Mệt chưa? Mệt đó con. Mệt, chảy mồ hôi quá rồi, trời. Bây giờ con giới thiệu cho mọi người biết cái tài năng của con này. Con tên là gì? Dạ, Hồ Kim Quân. Hồ Kim Quân, đã được đi thi quốc tế chưa? Dạ rồi. Con thi ở đâu? Dạ, Hà Nội. Hà Nội tổ chức giải quốc tế bình thường mà, có gì đâu. Mà mình đoạt được cái giải cao nhất là giải gì? Dạ, Đông Nam Á. Ghê không? Đông Nam Á đâu á. Rồi, vỗ tay cho cháu đi các bạn. Cảm ơn con. Rồi, cảm ơn con. Như vậy là năm vòng chơi đã trôi qua rất vui vẻ, dễ thương và hài hước. Có nhiều người mang về số tiền rất là cao. Cũng có nhiều người mang về một con số tròn trịa, o đồng. Như bạn Phương đây, bạn Phương đã lọt vào top 2. Tức là bạn là người thứ hai đoạt được cái giải là không đồng. Mà các bạn tiến về sân khấu để nhận quà. Ủa là em có quà không? Thì em tự hiểu, lên sân khấu để nhận quà. Còn không có quà thì phải biết là ngồi im. Mời các bạn lên đây. Và bây giờ là số tiền thưởng mà các bạn nhận được. Vâng, Thanh Tuyền và Thái Vũ mỗi người nhận được 4.570.000 đồng. Em ơi, em. Và Vinh Rau nhận được 7.700.000 đồng. Quá em. Và Rivisachi là nhận được 8.730.000 đồng. Quá em. Và sau đây thì 5 người, 4 người đây và 2 người đây là 6 người cùng tất cả quý khán giả tại đài quay tri ân bằng Phương. Bằng Phương và hôm nay đã mang về cho gia đình o đồng. Đó là một cái sự cố gắng vượt bậc. Chúc mừng bạn Phương. Và cũng cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:45 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình cho đại diện thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.